rồi đầu tiên là cho phương xin phép chào cả nhà nha chào cả nhà rồi đây mấy video tiếp theo của phương nha cả nhà nha hôm nay phương lại ra video ba video bán hàng tiếp cả nhà hôm phương cũng bán các đồ như các video trước thôi ai mà coi video rồi á thì cả nhà lướt qua cho phương xin một like và một đăng ký coi nha còn ai mà chưa xem thì cả nhà xem để còn biết nên vô nghề nấm rơm cần những gì những gì nha cả nhà nha Đấy rồi trước tiên vô video Phương cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ Phương đăng ký kênh ủng hộ Phương đó, Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha <laughs> rồi Phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà ai à, đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương nha cả nhà nha đặt hàng qua số Zalo hoặc số điện thoại hoặc từ tư... Phương sẽ tư vấn qua Zalo hoặc tư vấn qua điện thoại nha cả nhà nha Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà đấy rồi hôm nay Phương lại vô đơn hàng tới đây cả nhà cái nhiệt kế đó mua nha cả nhà nha đây cái nhiệt kế đo mô, đây cái nhiệt kế đo mô, cái cây cái, cái nhiệt kế này để làm gì nó có tác dụng gì đó là chính là để giúp cả nhà kiểm soát được cái nhiệt độ trong mô của cả nhà. Đó cả nhà kiểm soát được cái nhiệt độ trong mô để cả nhà tăng hạ kịp thời uh, cho nhiệt mô nó cho cái 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 cái, cái... Cái mô nấm nó, nó phát triển theo từng giai đoạn cả nhà mà ta đã có cái đường chỉ đỏ này cả nhà. Và cả nhà cảm cái đầu đỏ vô là đường chỉ đỏ nó chạy tới đâu là nhiệt mô bấy nhiêu này cả nhà nha. Đó, ai làm ngoài trời hay trong nhà phải bắt buộc phải có cái này nha cả nhà nha. Nó rất là lợi hại nha cả nhà, nó cầu nối dẫn cả nhà đến thành công cả nhà. Rồi cái giấy uy tím đây cả nhà. Giấy uy tím đó nồng độ pH của nước vôi nha cả nhà nha. Giấy uy tím đó nồng độ của nước vôi đó. Phương cũng đang video lên là phương hướng dẫn sử dụng cái giấy uy tím này rồi cả nhà ấy cả nhà cứ xé cái lớp cái gấp màu vàng này nè là cả nhà nhúng vô nước vôi là nó tầm nó chạy lên tầm lúc mà ủ vôi ủ ủ, ủ rơ mà cả nhà tầm 12 13 là được nha. Còn lúc mà cả nhà đem vô ừ, cái cái mèo đó tầm 7 hoặc 8 là được nha cả nhà. Nó giới với tím ra đồng hồ pH của nước con vôi nha cả nhà nha. Và phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Rồi cái đồng hồ đó nhiệt chạy của đoàn của chạy. Cái đồng hồ này cái vòng trên là nhiệt độ, vòng dưới là độ ẩm nha cả nhà. Cái đồng hồ này nó giúp à, ai làm trong nhà thì mới cần cái này thôi nha. Còn ai làm ngoài trời thì không cần nha cả nhà. Đó cái đồng hồ này đo nhiệt độ và độ ẩm nha cả nhà. À phương cũng Ờ, nó um, giúp cả nhà kiểm soát được cái nhiệt trại cả nhà, nó cũng như cả nhà muốn ví dụ thôi ví cả nhà muốn đi đâu đúng không? cả nhà phải bắt buộc phải nhìn nhiều cái đồng hồ đồng hồ này có thời gian bao nhiêu bao nhiêu để cho cả nhà biết đường để cả nhà còn đi công việc thì đã cho nó đúng thời gian nhà cả nhà đã cái đồng hồ này cũng vậy để nó kiểm soát được cái nhiệt độ và độ ẩm trong mô thì cả nhà tăng hạ kịp thời cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn cả nhà Đó, ví dụ nóng quá thì nấm nó, nó nó, nó còn bị chết mà lạnh quá nó còn chết có cái cái đồng hồ này cả nhà kiểm tra được cái nhiệt cái, nhiệt với độ ẩm ở trong cái chạy à, cái đồng hồ này là phương cũng nhắc luôn Lưu ý luôn nha cả nhà, cả nhà mua ở đâu phương không không ép cả nhà phải mua ở phương nhưng cả mua cả nhà mua ở đâu cả nhà mua cho cái hàng nó nó đặt cái đạt nó nó xịn xịn xíu nha chứ cả nhà mua hàng dởm là về mấy cái hàng loại mà mấy chục ngàn á về là nó hư liền cả nhà đó làm nóng là bắt buộc phải độ ẩm với với nhiệt độ nó phải chính xác nha cả nhà nha ví dụ mà cả nhà mua cái loại dởm về cả nhà mà treo vô mà nó không chạy đúng là nó hư luôn cái mẹ nóng đó cả nhà tiền mất thật mà đó cả nha cái đồng hồ phương lưu ý chỗ đó nha cả nhà nha cả nhà mua đồng cũng được cả nhà mua loại xịn xịn một xíu đó rồi khi chai dinh dưỡng cho nấm nha cả nhà nha phương đảm bảo một trăm là phần trăm là không độc hại nha đó cả nhà chai dinh dưỡng cho nấm đó cả nhà nè cái liều lượng và cách sử dụng cả nhà pha 25 cc cho 8 lít nước nha cả nhà xịt lúc sắp mô 7 ngày sau khi vô mèo nè cả nhà xịt lên năm trứng cá cái bước xịt năm chân cá cả nhà xịt sơ qua nha xịt phun xương qua thôi đừng có xịt ướt quá nắm cá nó sẽ trứng cá nó sẽ chết nha cả nhà đó rồi còn cái dưới đó là cách sử dụng nha cả nhà đây uhm, công dụng của nó là chống dột nấm này kích thích nấm mọc rồ hơn tăng tỷ lệ nấm lớn tăng năng suất đến 20 mươi phần trăm nha cả nhà Ồ, chai này rất là lợi hại luôn nha cả nhà Đấy. nấm rơm nguyên liệu israel này cả nhà chuyên dùng cho nấm rơm đặc trọng luôn nha cả nhà nha đó ai mà làm mà thấy nấm nó lên ít cả nhà cái đây và phương khuyến cáo là cái này không phải là chai kích thích nha là cái chai dinh dưỡng hữu cơ nha cả nhà nha nó không độc hại gì tới nấm không độc hại gì tới người hết cả nhà mua về cả nhà phun là nấm sẽ rớ, lớn rất là nhanh và nấm ra rất là xài nha cả nhà nha đó rồi mèo nha cả nhà nha mèo đạt chuẩn đây này nó trắng trắng là không phải bị mốc đâu nha cả nhà đó nó trắng trắng là, vậy là tốt đó cả nhà mèo đặc chuẩn luôn nha cả nhà nha mèo rất đạt chuẩn phương uh, thử, phương làm để phương thử nghiệm đặc trước phương làm uh, phương phương làm mèo để phương làm cho phương làm nắm rồi nhưng mà thấy nhiều người hỏi quá nên phương đem phương bán luôn cả nhà đó nắm đặc chuẩn mèo đặc chuẩn luôn nha cả nhà đó mèo đạt chuẩn rồi giờ phương kết thúc bây giờ đây nha phương uh, chào cả nhà nha À, Phương có hai loại mèo nha cả nhà, một loại lớn và một loại nhỏ. Loại nhỏ là hai làng rưỡi, loại lớn là năm làng. Ví dụ cả nhà đặt mười uh, 10 bịch nhỏ thì uh, Phương còn 10 bịch nhỏ thì Phương sẽ gửi 10 bịch nhỏ, còn không thì Phương sẽ gửi năm bịch lớn nha. Đó bịch, bịch nhỏ hai làng rưỡi, bịch lớn năm làng cả nhà. Đó nó y như nhau thôi cả nhà nha. Rồi Phương cảm ơn cả nhà cả, có coi video của Phương cả nhà có video nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phương nha. Không mua hàng cũng được cả nhà cứ đăng ký kênh ủng hộ Phương, ủng hộ tinh thần Phương nha. Rồi Phương chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe.